Thưa quý vị ạ, theo đông y thì cau là một trong các vị thuốc có vị cay, đắng và tính ôn ạ. Không chỉ thế, nghiên cứu cho thấy trong hạt cau chứa các hoạt chất có tác dụng sát trùng, tẩy nhẹ, tiêu tích hành khí ạ. Tuy nhiên chỉ một mình hạt cau thôi sẽ là chưa đủ. Để có được bài thuốc tẩy run sán hiệu quả thì người ta sẽ kết hợp dùng hạt cau cùng với hạt của trái bí ngô cũng như là nhiều vị thuốc đông y khác. Quý vị sẽ cùng tham khảo bài thuốc này qua clip ngay sau đây. Một số bài thuốc trị run sán. Bài thuốc 1: dùng 30g hạt cau sắc lấy nước cùng với 30g hạt bí ngô nghiền thành bột uống. Công dụng chính là trị các loại sán ký sinh trong cơ thể. Bài thuốc 2: dùng 20g hạt cau, 12g vỏ lựu và 12g hạt bí ngô sắc nước, nên uống vào lúc đói, giúp trị run kim. Bài thuốc 3: dùng 8g hạt cau, 16g sơn tra đem sắc nước uống trong khoảng từ 7 đến 10 ngày. Trị các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu do run sán ký sinh. Bài thuốc 4: dùng 5g hạt cau, 4g mộc hương, 4g hắc sự, 5g nhân trần, 3g tạo giác đem tán thành bột mịn, viên thành viên hoàn, mỗi viên 3g. Ngày uống 3 lần, mỗi lần 10 viên với nước trước bữa ăn, từ 5 đến 7 ngày trị run sán. Bài thuốc 5: lúc đói, sáng sớm ăn cả vỏ từ 60 đến 120g hạt bí ngô. 2 tiếng sau, tiếp tục uống nước sắc hạt cau từ 30 đến 80g tùy độ tuổi. Vâng, cùng trở lại chương trình với những tư vấn của giáo sư tiến sĩ bác sĩ Dương Trọng Hiếu với những công dụng tuyệt vời của quả cau. Thưa quý vị, theo một số thống kê cho thấy thì những người mà thường xuyên ăn trầu cau thì sẽ có hàm răng rất là chắc khỏe hơn so với người bình thường. Thậm chí là có những ông bà đã 90 tuổi rồi, thế nhưng răng thì vẫn rất chắc chắn đấy ạ, khỏe mạnh không thua kém gì người trẻ tuổi. Và nguyên liệu để làm nên công dụng tuyệt vời ấy chính là quả cau. Có thể nói là cùng với tác dụng trừ run sán, quả cau còn được đánh giá rất là cao với công dụng giúp răng chắc khỏe và trừ cả hôi miệng nữa. Công dụng này đến từ đâu và cụ thể như thế nào thì giáo sư có thể chia sẻ với quý vị khán giả để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn ạ. Cái nói là quả cau nó là một thành phần của miếng trầu thôi. Thế thì ở đây là có phần cau này, có phần hạt cau này. Thế là cả quả cau thì sử dụng hai cái phần đó. Thế người ta phải có cái phần vỏ nữa. Vỏ thì đây thí dụ như vỏ của cây chay, vỏ của cây vỏ đỏ, vân vân. Nó nhiều cái loại vỏ mà các cụ ăn quen rồi thì có thể là dùng được. Và cái thứ ba là phải có lá trầu. Cái lá trầu này là tính kháng khuẩn của nó rất cao và có cái tinh dầu nó cay ấm, nó làm thơm. Thế và cuối cùng là phải có cái vôi. Thế thì những cái thành phần này là ngoài cái vôi ra thì còn một số cụ còn dùng một cái phần gọi là cái thuốc lào. Thuốc lào khi mà ăn xong ấy thì các cụ lấy cái thuốc lào này di vào cái răng như thế này, mài vào cái răng như thế này. Thế thì các cái thành phần này, một là nó làm ấm, cái thứ hai là làm tăng tiết nước bọt, và ba tức là nó có khả năng sát khuẩn đấy, sát khuẩn rất mạnh. Bốn là nó kích thích cái alkaloid ở đây là nó kích thích cho cái tim và nó cảm giác lâng lâng, nó vui. Và khi ăn ấy thì ngày xưa không có nhiều son phấn như bây giờ đâu Ngọc Trâm mà. Thế thì các cụ ăn là ăn xong này mặt nó hồng lên, thế và môi rất đỏ, môi đỏ đẹp lắm. Và bạn bảo rằng các cụ 90 chứ, mẹ tôi là 93 tuổi có gãy cái răng nào đâu. Chúng tôi bây giờ mới nhếu nháo, tức là lại răng hỏng phải làm răng giả. Chứ mẹ tôi là 93 tuổi, bố tôi cũng là 96 tuổi, không có gãy cái răng nào tất cả. Các cụ ăn trầu. Ăn trầu là nó có cái... Thế mà các cụ phối hợp, tôi cho là có một cái hay như thế này. Chúng ta biết là cái hạt cau nó có độc và nó có thể gây ra say. Nếu mà độc hạt cau không là đừng có uống nhá, bạn Ngọc Trâm ạ. Thế nhưng mà các cụ lại phối hợp thêm với cái vôi. Mà vôi ở đây thì xin mở ngoặc luôn là các cụ không lấy cái vôi mà các ông ấy tôi để xây nhà. Tôi vôi xây nhà vừa mới tôi xong cái là các cụ vôi tôi ở đây là để ở trong cái bình và để lâu rồi. Để hàng tháng rồi các cụ mới lấy cái vôi đó để nó ăn trầu. Chứ không phải là bây giờ mua cái tảng vôi về xong mình tôi cái là ăn trầu ngay đâu. Thế thì các cụ rất cẩn thận.
và có một cái bình vôi. Những nhà ăn chầu bao giờ cũng có cái bình vôi, có cái cơ chầu riêng, thế là thế giới riêng của các bà ấy. Thế thì là rất nhiều nam giới cũng ăn thì thấy rằng là nó bền chắc cái răng, bền chắc cái răng và nó chống được sâu răng. Vâng ạ. Vâng ạ. Các cụ không không thấy sâu răng, chỉ thấy mòn răng chứ không sâu răng. Dạ vâng. Và thưa quý vị khán giả thân mến, là thông qua chủ đề của chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều những câu hỏi đến từ quý vị khán giả trên khắp mọi miền Tổ quốc có gửi về để hỏi về công dụng rất là bất ngờ đến từ quả cau đấy ạ. Và cụ thể thì ngay bây giờ xin được giải đáp thắc mắc của khán giả Nguyễn Văn Thành ở Hà Nội. Khán giả có chia sẻ rằng là qua tìm hiểu thì tôi được biết là sử dụng cau để ngâm rượu thì cũng giúp hết đau răng cũng như là lung lay răng ạ. Tôi năm nay 70 tuổi rồi và nhà thì cũng có sẵn cây cau. Xin hỏi chuyên gia là nếu dùng rượu để ngâm cau thì nên ngâm như thế nào, cũng như là liều lượng và cách dùng ra sao thưa bác sĩ? Vâng, cảm ơn bác Thành có câu hỏi. Thế thì để mà giải quyết cái răng ấy, thì nó có nhiều yếu tố. Chúng ta phải giữ cho nó toàn diện, tức là sau khi ăn thì chúng ta súc miệng hoặc là chúng ta xỉa răng để mà bỏ các cái rắc của cái thực phẩm ở trên kẽ răng cái đã. Đây là cái nguyên nhân gây ra cái tổn thương của răng. Thế còn súc miệng ấy là nó giúp cho tống các cái phần trùng ở trong miệng nó ra. Thế còn bác bảo là bác có thể dùng cái cau để ngâm rượu súc miệng thì tôi cho là rất là tuyệt vời. Bởi vì hai cái tác dụng, một tức là chính tác dụng của ancol của cái rượu ấy, mà rượu ở đây chúng ta nên dùng là 5-60 độ chứ không phải cái rượu quá nhạt. Thế 5-60 độ thì bản thân cái rượu nó cũng đã là cái kháng khuẩn rồi. Thế cái thứ hai tức là khi mà ngâm với cái hạt cau ấy, thì hạt cau nó có cái chất là diệt khuẩn. Thế cho nên là nó làm vừa là săn chắc lại. Một trong những cái bệnh mà làm cho các cụ răng nó lung lay như thế này, các cụ người ta gọi là nha chu viêm, tức là cái lợi nó bị sưng lên. Lợi nó sưng lên thì cái răng nó bị lỏng thế này. Thế nó lỏng thế này thì nó hay lung lay thế này. Thế này là ăn rất khó. Thế bây giờ nếu mà nó không nhiễm trùng nữa, tức là nó hết cái viêm thế này, thì răng nó chặt lại, nó không lung lay như thế này, thì ăn nó dễ hơn. Cho nên là cụ hoàn toàn có quyền là ngâm rượu với hạt cau để súc miệng hàng ngày. Vâng ạ, và cũng liên quan tới việc sử dụng rượu cau để giúp bảo vệ răng miệng thì khán giả Kim Thi ở tại Hưng Yên cũng đã gửi về cho chương trình một câu hỏi với nội dung như sau ạ. Tôi gặp khá là nhiều người dùng rượu cau để chữa sâu răng và tôi băn khoăn không biết là cách làm này thì có hiệu quả hay không. Xin được mong bác sĩ giải đáp giúp ạ. Vâng, như trên tôi đã trình bày, tức là có hiệu quả. Có hiệu quả nhưng mà phải nên phối hợp với các cái biện pháp khác. Thí dụ như là vệ sinh răng miệng kèm theo với lại cái rượu cau, chứ không phải là bây giờ có rượu cau rồi là tôi không cần vệ sinh răng miệng thì câu ấy cũng không ổn. Dạ vâng ạ. Và không chỉ giúp cho răng chắc khỏe thì rất là nhiều tài liệu cho biết là vỏ cau, cùi của quả cau thì còn giúp làm răng trắng sáng, rất là đơn giản và dễ thực hiện. Cụ thể thì công dụng này ra sao và cách làm như thế nào? Xin mời chuyên gia có thể tư vấn kỹ hơn ạ. Vâng. Thời đại Ngọc Trâm là thời đại mà công nghiệp phát triển. Và cái gì có bây giờ các bạn là có rất nhiều loại bàn chải. Người ta quảng cáo bàn chải tẩm cái nọ tẩm cái kia đánh răng sạch lắm. Nhưng mà tôi xin thưa là cách đây 5-60 năm trở về trước thôi chứ không phải là quá lâu đâu. Thì ở nhà quê chúng tôi là thường thường dùng cái miếng cau ấy đập dập ra. Tất nhiên là cái miếng này đã phơi khô rồi bạn gặp chưa ạ. Thế đập dập ra, thế xong rồi thì là cứ chải vào răng như thế này thôi. Thế cứ ngồi thế này là kỵ vào cái răng thế này. Thế xong đó súc miệng đi thì răng rất trắng và răng rất sạch. Thế cho nên là bây giờ thời đại này là văn minh rồi, để chúng ta có thuốc đánh răng, rồi có bàn chải. Chứ ngày xưa các cụ chỉ dùng cái miếng cau ấy đập dập nó ra, đập dập cái đầu nó giống như là tạo ra như cái bàn chải. Thế rồi kỳ răng như thế này. Dạ vâng ạ. Và qua những tư vấn của bác sĩ Dương Trọng Hiếu thì chắc chắn là quý vị khán giả cũng đã có thêm những thông tin rất là bổ ích ạ. Để từ đó chúng ta sẽ cải thiện sức khỏe răng miệng của chính bản thân mình một cách đơn giản, dễ làm rồi, đúng không ạ? Và thưa quý vị, tẩy trắng răng bằng các nguyên liệu từ trong thiên nhiên, trong đó có quả cau thì đang là phương pháp được rất là nhiều người áp dụng. Vậy thì cách làm cụ thể như thế nào? Xin mời quý vị sẽ cùng tham khảo qua đoạn clip ngay sau đây. Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Thuốc Nam cho Người Việt được phát sóng trong khung giờ từ 20 giờ 5 phút đến 20 giờ 50 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh VTC16, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.
Chương trình ngày hôm nay có chủ đề Quả cau, những công dụng bất ngờ với sự đồng hành của giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Dương Trọng Hiếu, bác sĩ chuyên khoa 2 y học cổ truyền, phòng khám Đông Phương Y Quán. Xin được cảm ơn bác sĩ đã có mặt trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Xin kính chào quý khán giả, chào bạn Ngọc Trâm. Và thưa quý vị khán giả thân mến, giá cau tươi liên tục tăng kỷ lục gấp khoảng 8 lần so với năm ngoái. Bà con nông dân tại Quảng Nam và Quảng Ngãi rất phấn khởi khi bán 1 tấn cau có thể mua được cả lượng vàng. Nhiều người trồng cau nói hiếm có, trăm năm mới có một lần. Chắc hẳn là nhiều người sẽ băn khoăn, loại quả quen thuộc trong đời sống, chuyên để ăn trầu và là vật phẩm dùng trong cưới hỏi, được mua để làm gì, hoặc là cau có những công dụng gì cho sức khỏe. Đây sẽ là nội dung chính được chúng tôi bàn luận ngày hôm nay và chắc chắn là những công dụng tuyệt vời từ loại quả quen thuộc này sẽ làm quý vị bất ngờ đấy ạ. Và trước khi đến với nội dung chính này, xin mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu để khám phá về quả cau thông qua đoạn clip ngay sau đây. Dùng cau tươi làm trắng răng. Với cách này, các phân tử muối có trong cau sẽ đánh bật mọi mảng bám trên răng một cách hiệu quả mà không làm tổn hại đến men răng. Bạn chỉ cần chuẩn bị một vài quả cau tươi, rửa sạch, ngâm nước muối loãng để loại bỏ hết bụi bẩn, tạp chất trên cau. Sau đó, hãy bổ cau thành từng miếng có kích thước phù hợp với khuôn miệng và hàm răng của bạn. Lần lượt dùng từng miếng cau đã bổ chà sát lên bề mặt răng trong khoảng từ 3 đến 5 phút. Bạn cần chú ý chà cau toàn bộ bề mặt răng, tránh bỏ sót khiến răng không được đều màu, gây mất thẩm mỹ. Đánh răng lại bằng kem đánh răng hoặc súc miệng sạch với nước. Nên kiên trì thực hiện từ 2 đến 3 lần một tuần để nhận thấy kết quả rõ rệt nhất. Nhai cau để làm trắng răng. Các bước để làm trắng răng bằng nhai cau gồm chuẩn bị một vài quả cau tươi và vừa tới, không nên non quá và cũng không nên già quá. Rửa sạch cau với nước muối loãng và gọt bỏ hết phần vỏ quả cũng như hạt quả, chỉ nên giữ lại lớp củi trắng mỏng ở giữa thôi. Bạn đánh răng sạch với kem đánh răng rồi tiến hành nhai lần lượt các miếng củi cau trong tầm 3 đến 5 phút và súc miệng sạch lại với nước để loại bỏ mảng bám và phần nhựa cau dính lại là hoàn thành. Phương pháp này đem đến hiệu quả không hề thua kém cách làm trắng răng bằng chà sát cau. Trong thời gian làm trắng răng, bạn cũng không nên ăn, uống các thức uống có màu sắc đậm như trà đặc, cà phê đen. Vỏ cau khô. Các bước tẩy trắng răng bằng cau khô. Rửa sạch và bổ cau thành từng miếng đều nhau, loại bỏ hết phần hạt và thịt quả bên trong, chỉ để lại lớp vỏ bên ngoài. Đem vỏ cau đã sơ chế, xong đem đi phơi dưới nắng cho thật khô. Càng khô, càng bảo quản được lâu hơn. Mỗi lần sử dụng, bạn chỉ cần ngâm vài miếng vỏ cau vào trong nước từ 2 đến 3 phút, rồi đem chà sát lên bề mặt răng. Nên súc miệng hoặc đánh răng lại sau khi thực hiện để tránh làm nhựa cau bám trên răng, gây ra xỉn màu. Mẹo làm trắng răng nhanh với rượu cau độc lạ. Chuẩn bị khoảng từ 20 đến 30 quả cau tươi và 1 lít rượu trắng cùng một bình thủy tinh phù hợp. Rửa sạch phần cau và để thật ráo nước, sau đó cắt thành những miếng nhỏ đều nhau. Để cau phơi dưới ánh nắng tầm 30 phút để cau khô, ráo nước hoàn toàn, rồi cho cau vào bình thủy tinh đã chuẩn bị sẵn. Không nên để cau ướt vào chung với rượu vì rất dễ bị hư, hỏng và không sử dụng được nữa. Đổ đầy rượu vào bình thủy tinh và đậy kín nắp lại, để ủ rượu trong từ 3 đến 4 tuần mới nên đem ra sử dụng. Mỗi lần dùng, bạn chỉ cần lấy thìa múc một lượng rượu cau vừa đổ ra một cái chén, rồi tiến hành súc miệng trong 2 đến 3 phút và đánh răng súc miệng lại bằng nước sạch.